Xin chào các bạn yêu cá bảy màu. Theo câu hỏi của nhiều anh em hỏi mình thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn yêu thích cá bảy màu về cái vấn đề khi mà mình đã lai tạo một dòng cá ra rồi thì mình sẽ làm sao để cho cái nó được thuần dòng. Và cái chủ đề thứ hai nó cũng kết hợp với cái này nữa là mình giữ gen cá và làm sao cho nó không bị trùng huyết, là hai chủ đề ngày hôm nay mình chia sẻ với anh em. Mời anh em xem clip. Chủ đề đầu tiên mình nói là khi mà mình lai tạo thì mình sẽ giữ nó thuần như thế nào. Ở đây mình có một con trống spear tail, và mình đã lúc đầu nó chưa có ri bông mà mình đã lai tạo nó có ri bông, và mình tận dụng nó, mình lai. Thường mình vớt bằng hũ, không ít có khi nào mình vớt bằng vợt lắm. Mình đổ nó hồ sơ để cho anh em dễ dọn, dễ xem. Đây là con trống spear tail mình lai với lại một con gold latium có ri bông để mình lấy cái dòng này ra ri bông. Và đồng thời khi mình sử dụng con trống này thì mình đã thả một con mái, con mái coi có ri bông. Đây anh em xem con mái coi này nó có ri bông. Mình cho lai với con gold spear tail của mình luôn, vì ý của mình muốn là lai cái con mình gold mà có ri bông và cái đầu nó có đỏ và đuôi nó đỏ. Đây anh em xem đó, và khi mình ra được ở đây mình ra được đời con đó nè các bạn. Ở đây mình ra được đời con nó thì cái đời đầu nó, cái màu đỏ của nó trên con cá thì cái đuôi nó mỏng nhất, thì cái màu đỏ nó đã lấn qua cái đuôi nên ở đây cái mình nó vàng nhưng mà cái đuôi nó đỏ. Bản thân con gold latium thì cái trên mình nó có cái lớp latium rất là dày nên trên cái mình nó sẽ khó lấp được cái màu đỏ. Anh em nhìn thấy con coi trên thân nó cũng không có màu mà. Đó thì nó đã ra đây, và ở đây là mình đã tách cá trống ra nè. Ở đây mình tách cá trống ra rồi, và mình tách cá mái nằm ở đây. Cá mái có ri bông rồi nha anh em. Anh em sẽ thấy con cá mái nó có ri bông nè, đuôi nó màu đỏ nè. Và nguyên tắc mình lai để mà muốn thuần dòng thì mình phải tách trống mái ra. Ngay bước đầu mình tách trống mái ra. Ở đây mình làm sao thì thực tế mình sẽ chia sẻ anh em vậy, không có giấu giếm gì hết. Anh em nào cần cứ nhắn tin vào dưới cho mình. Và khi mà mình tách trống mái ra vậy, để mà những cái con trống này nè, vì cái ý của mình là cái đời sau này qua cái đời F1 này mình sẽ dùng một cái con trống coi, tại cái màu vàng nó khó lấp lắm. Mình sẽ dùng một cái con trống albino coi, và mình cho lai với những con mái ri bông này thì mình nghĩ chắc chắn là F2 mình sẽ có cái mỏm nó màu đỏ và có ri bông. Còn cái tai bơi nó màu đỏ màu vàng thì mình chưa có biết được. Đó là để mà ra dòng này. Sau khi đó mà ra được để mà thuần á thì anh em phải luôn luôn, đời F2 cũng vậy, anh em luôn luôn tách trống và mái ra. Và khi nó ra mình phải nuôi con, các con nó lớn một tí xíu như vậy mình sẽ chọn lựa được những cái con đẹp nhất cho lai tiếp F2 với nhau. Và khi ra nó đời F3 để mà muốn làm thuần thì anh em lại tiếp tục tách trống mái ra, thì mình mới chọn lựa cái nguồn cá đẹp để mà làm thuần được. Nói thuần thì có nhiều người hỏi thuần là như thế nào. Nếu như chúng ta ra cá mà cỡ 60% giống con cha con mẹ, có nghĩa là chúng ta đã làm cá nó tương đối thuần rồi anh em, chứ không phải là dễ đâu. Đó là cách thuần
mình nói đơn giản vậy cho anh em hiểu, còn em anh em nào thắc mắc á thì coi cái link Facebook của mình, cứ việc nhắn tin trong đó, nhắn tin câu hỏi liên lạc mình sẽ trả lời, và anh em like tạo tới đâu cứ hỏi mình sẽ chia sẻ tận tình. Đây nè, anh em nhìn thấy cái con Gold Latium này mình đã like cái tay bơi nó khá dài rồi nè. Rồi tiếp đến mình sẽ nói về cái vấn đề giữ dòng và để cho nó không trùng huyết. Khi nuôi cá để tránh trùng huyết và làm thuần và lựa chọn cá đẹp, thì sau khi mình tách chống mái ra, mình nuôi một thời gian thì những con cá mái của mình nó bự vậy nè anh em. Mình sẽ lựa chọn những con mái cá thể đẹp. Anh em muốn có cá đẹp thì anh em phải lựa cá đẹp thì nó mới ra giống đẹp được. Với bằng cái hồ xô nó khó, nó không khó, nên là mình lấy cái hũ này mình vớt cho anh em xem. Đây là dòng cá mái Spearhead của mình. Vào đây. Mình lựa những con mái tốt, nhìn đẹp để mà giữ, để làm giống. Chẳng hạn như mình có tới khi mà đẻ ra nó tới mười mấy hai chục con, nhưng mà ở đây mình lựa khoảng được 5 con đẹp nhất và mình cho lai tiếp để thuần giống và không trùng huyết. Và khi tránh cái sự trùng huyết nè, thì ở đây mình cắt con mái nè, anh em thấy không, mặc dù đây là 3 con mái, ở trong này mình sẽ có, trong này mình có 2 con mái và 1 con trống nữa, và gần như 5 con mái này và mình sử dụng 1 con trống đẹp thôi. Mình lựa chọn một con trống đẹp nhất ở trong này đó, và khi con nào nó chuẩn bị có bầu thì mình đem qua, mình đem qua cái rổ kế bên này mình cho nó đẻ. Và khi nó đẻ ra cá con thì nó vừa đẻ ra cá con thì ngày hôm sau mình sẽ vớt cái cá con nó ra, mình vớt cá con nó ra mình để riêng, và tới con cá mái sau mình lại vớt con cá con nó ra mình để riêng. Mình để riêng từng bầy như vậy, mình ghi ngày tháng và mình tách trống mái ra, và sau khi nó lớn thì mình dùng con trống khác bầy. Ví dụ như con trống cá con của con cá mái này, mình sẽ cho lai cái trống của cá mái này. Đó là một cái cách đơn giản mà tránh trùng huyết và nó ra cá đẹp đó. Đó, ở đây mình chỉ cần một con trống đẹp thôi. Tại vì khi mình lai thì mình muốn thuần thì mình lựa cái con nào mà nó đẹp nhất, rồi mình cho lai với mái đẹp nhất và tách cái bầy con nó ra, mỗi bầy con mình nuôi riêng. Ngày mai khi con nào đẻ thì cái bụng nó xẹp rồi thì mình lấy bầy con nó ra nuôi riêng, rồi cái ngày khác thì cái bầy nó nuôi riêng nữa. Và khi chúng ta nuôi, chúng ta tách trống ra, tách mái ra như vậy và dùng mái của bầy này lai với trống của bầy kia thì nó sẽ rất là khó trùng huyết. Sau hai đời chúng ta cũng có thể là sau hai đời chúng ta lại đi chéo lại lần nữa, thì con cá nó rất là khó trùng huyết, mà luôn luôn nó sẽ có cá đẹp. Anh em muốn có cá đẹp và giữ gen thì anh em phải tách trống mái ra và đồng thời anh em lựa cá đẹp, anh em cho lai chéo với nhau. Khi mà đi mua đó, khi mà đi mua thì thường thường người ta hay mua là 1 kg, là một trống hai mái, thì từ cái một trống hai mái đó chúng ta mới có hai cái bầy con khác nhau, và người ta lai tạo như vậy, người ta giữ dòng thì cá nó sẽ không bị bệnh. Đây, con trống nó nằm trong này. Đó là cái cách ngày hôm nay mình chỉ chia sẻ cho anh em để mà nuôi và lai tạo. Thứ nhất là giữ cho nó thuần, thứ hai là không có trùng huyết, đơn giản vậy thôi, không có gì mà ghê gớm nó đâu anh em. Hãy bắt tay vào làm thì mọi chuyện nó đơn giản vậy nha. Chúc anh em lai tạo và giữ dòng thành công. Cảm ơn anh em đã xem clip. Bye bye anh em.